Những ngày gần đây, trong khi khắp các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đỏ lửa với các bếp ăn yêu thương, gửi hàng triệu suất ăn chi viện đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người có hoàn cảnh khó khăn, thì tại số 100 đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, xuất hiện một hình thức chia sẻ thực phẩm mới với tên gọi Tủ lạnh cộng đồng. Mỗi ngày, Tủ lạnh cộng đồng phục vụ gần 500 lượt người dân khó khăn với các loại thực phẩm như bí đỏ, bầu, dưa leo, đậu bắp, đậu que, bắp cải trắng và trứng gà. Cầm trên tay bắp cải trắng và một phần bí đỏ vừa lấy từ tủ lạnh cộng đồng, ông Cư Minh rất vui mừng vì hôm nay sẽ có bữa cơm no. Làm nghề chạy xe ôm, nhưng vì dịch bệnh, gần một tháng qua, ông lâm vào cảnh khó khăn vì mất thu nhập. Cũng có thức ăn uống, ta lấy. Cũng có những người ta cũng lấy đồng hoàng lắm, không có lấy dình dực. Có đây ta lấy đủ ăn thôi. Đó thật sự mà nói. Mà từ ngày có cái bữa cơm vậy là từ thiện này rất là tốt. Tôi chạy xe ôm hả, cả tháng nay chạy không có đồng bạc nào, cũng nhờ có bữa cơm ăn. Cái tôi có thủ lệnh này bỏ thức ăn, thức uống vô đồ tươi rất là tốt trong mùa nắng. Cùng gặp cảnh khó khăn, chị Trần Thị Liễu cho biết, nhờ chiếc tủ lạnh này, gia đình chị có bữa ăn cải thiện hơn so với những ngày trước. Cái chiếc tủ lạnh đạt ở đây thì mình cũng có ý thức của mình là mình lấy chỉ đủ phần ăn của mình trong bữa ăn thôi, còn để cho người khác nữa chứ mình cũng không có lấy nhiều mà dành hết phần của người khác. Trong khi đó, ngay khi nhìn thấy thông tin về mô hình tủ lạnh cộng đồng được đăng tải trên Facebook, chị Việt Anh ở quận Bình Thạnh quyết định chạy ngay ra chợ mua thực phẩm mang đến đóng góp. Mình coi trên Facebook thì cái tủ lạnh cộng đồng này cũng rất là hay. Và mình muốn là mình cũng có thể đóng góp được một chút gì đó. Nên là mình phóng xe ra chợ và mua rau, củ và trứng để bỏ vô. Thì mỗi người một tay một ít thì chia sẻ với lại người nào cần. Dù cho là một cái trứng hoặc là một cái bắp cải nhỏ thôi. Chị, mình nghĩ là mỗi người một tay thì cộng đồng mình cũng sẽ vượt qua cơn dịch này nó tốt hơn. Anh Nguyễn Tuấn Khởi, Giám đốc Phúc Bank Việt Nam cho biết, mô hình tủ lạnh cộng đồng này xuất phát từ ý tưởng của nhóm người trẻ tại Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Phúc Bank Việt Nam, nhằm khuyến khích người lao động khó khăn tự nhận thực phẩm, được hỗ trợ về nấu ăn, giảm thiểu việc tụ tập đông người. Thay vì nhận trực tiếp những suất ăn đã nấu sẵn trước đây, tủ lạnh cộng đồng sẽ tiện lợi hơn, đảm bảo an toàn hơn cho mọi người khi dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp. Cái mô hình tủ lạnh cộng đồng là một giống như là một cái nơi trung gian để chuyển cái tấm lòng như vậy, và mình không phải là giống như là có cái người đứng trực tiếp để mình trao tặng thì họ sẽ ngại. Rồi thứ hai nữa, những cái tấm lòng họ ủng hộ cũng rất là thuận tiện nữa. Hiện nay cái lớn nhất của tủ lạnh này chúng tôi đang bỏ đó là những cái rau củ quả này. Rau củ quả và trứng. Chúng tôi cũng dự định có thịt và cá nhưng mà thật sự là nó cũng đang rất là nan giải. Vì thế chúng tôi chọn lựa cái trứng là cái thực phẩm mặn là nhiều nhất. Và trái cây. Hiện nay chúng tôi có những cái nhà vườn họ hỗ trợ về trái cây như là thanh long này. Rồi một số cái xoài chúng tôi cũng có bỏ vào trong đây thì chủ yếu là rau, củ quả, trái cây và trứng là nhiều nhất trong những cái ngày qua. Tủ lạnh cộng đồng là mô hình đã có mặt nhiều nơi trên thế giới, xuất phát đầu tiên tại các nước Mỹ, Pháp, Thái Lan. Tận dụng những chiếc tủ lạnh đã cũ, tủ lạnh cộng đồng được đặt trên vỉa hè các quán cà phê, nhà hàng hay một khu vực nào đó đảm bảo đủ nguồn điện, an ninh tốt để giữ cho thực phẩm tươi sạch. Người cần thực phẩm có thể đến lấy, người muốn trao thực phẩm cũng có thể gửi tại đây. Mô hình được xem là một ngân hàng thực phẩm mini do cộng đồng tự quản. Tại Việt Nam, do đây là mô hình mới, nên trong những ngày đầu, Food Bank Việt Nam bố trí thêm người hướng dẫn cho người dân đến lấy thực phẩm và giữ khoảng cách an toàn. Ngoài nguồn thực phẩm được duy trì thường xuyên từ các đơn vị lớn, những ngày qua, vô số tấm lòng vàng từ các cá nhân khắp nơi đã liên hệ đến Food Bank để san sẻ thực phẩm giữa mùa dịch COVID-19. Tổ chức Food Bank Việt Nam cũng huy động mọi người dân nếu có tủ lạnh không dùng đến ở thời điểm này, hãy cùng chung tay san sẻ. Anh Nguyễn Tuấn Khởi cũng cho biết, mục đích xa hơn mà tủ lạnh cộng đồng muốn hướng đến chính là việc duy trì mô hình xuyên suốt sau khi hết dịch để thực hiện việc chống lãng phí thực phẩm, tạo điều kiện cho người có cho đi, người cần nhận lại. Chúng tôi cũng chia sẻ là cái mô hình tủ lạnh cộng đồng này là chúng tôi muốn là sau này hết dịch là sẽ triển khai được ở những cái cụm điểm dân cư hoặc những cái khu cộng đồng nhỏ, là để cái mục đích lớn nhất là chống lãng phí thực phẩm. Hiện nay là tức là có những người họ cũng có điều kiện, rồi họ không ăn trứng hoặc là họ được tặng một cái loại thực phẩm khô gì chẳng hạn, nhưng mà họ không ăn dùng lâu, cái họ có thể bỏ xuống cái tủ lạnh cộng đồng của chung cư hoặc là những cái nơi khu cộng đồng đó thì người khó khăn hơn họ cũng sẽ nhận nữa, và có cái sự quản lý của bảo vệ của cái khu đó. Thì xa hơn là cái này là chúng tôi muốn cái chống lãng phí thực phẩm nó là lớn nhất.
Hiện tại, ngoài tủ lạnh cộng đồng, anh Khởi cũng duy trì 5 bếp ăn đỏ lửa liên tục để phục vụ các khu vực phong tỏa, cách ly với khoảng 10.000 suất ăn mỗi ngày.